Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay thì Hali bật mí với các bạn một mẹo có thể giúp các bạn dưỡng da, chống lão hóa da, cải thiện tình trạng nếp nhăn ở vùng mắt, vùng khóe miệng hoặc là vùng này các bạn cũng hay bị nhăn này. Cái cách này thì rất là đơn giản, hiệu quả và các bạn không cần phải sử dụng nhiều loại kem chống lão hóa đắt đỏ đâu, mà chỉ cần ở nhà và áp dụng theo cách mà Hali chia sẻ chắc chắn sẽ cải thiện tình trạng lão hóa da, khiến da của các bạn trẻ lại từ 5 đến 10 tuổi, cực kỳ đơn giản hiệu quả đó nha. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình sữa tươi không đường và một quả dưa leo như thế này. Lưu ý là dưa leo sạch tự nhiên và không chứa hóa chất. Sữa tươi thì cũng phải là sữa tươi không đường để tránh gây mụn cho làn da và sẽ có nhiều dưỡng chất hơn. Dưa chuột các bạn mua về thì hãy ngâm trong nước muối khoảng chừng 5 phút để loại bỏ những cái thành phần bụi bẩn trên dưa chuột. Sau đó các bạn hãy sử dụng một chiếc nạo, cạo vỏ và thái mỏng. Đây là phần dưa leo mình đã thái nhỏ. Và đây là phần sữa tươi không đường mình đã lấy ra một chiếc bát như thế này. Các bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một chiếc cối xay sinh tố. Sau đó mình đổ tất cả hỗn hợp dưa leo và sữa tươi không đường này vào, xay nhuyễn. Dưa chuột được biết đến là một loại nguyên liệu thiên nhiên dồi dào vitamin và khoáng chất. Vì vậy, loại quả này mang đến công dụng làm sạch sâu, củng cố cấu trúc và thu nhỏ các lỗ chân lông đã giãn nở. Bạn sẽ sở hữu một làn da mịn màng, mềm mại và còn tươi trẻ và căng mọng. Đây chính là phần nước cốt, nước ép dưa leo và sữa tươi nguyên chất mình đã thu được. Mình hãy đem phần nước cốt nguyên chất này cho vào một chiếc khay đá như thế này nhé. Sau đó thì các bạn hãy mang cái hỗn hợp này để vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng chừng 4 đến 5 tiếng để đông đá lại. Đây chính là phần đá dưa leo sau khi mình đã để trong tủ lạnh khoảng 3 đến 4 tiếng. Vậy thì cách sử dụng cái này rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn hãy vệ sinh da mặt thật sạch sẽ trước, sau đó lau khô bằng khăn mềm. Sau đó bạn sẽ lấy viên đá dưa leo đông đá này ra. Nếu như các bạn có một chiếc khăn mềm sạch và khô thì có thể sử dụng chiếc khăn đó để bọc cái viên đá này, sau đó trà sát lên da của chúng ta. Bạn nhẹ nhàng lăn trên khu vực làn da cần xe khít lỗ chân lông trong khoảng 5 phút các bạn nhé. Nếu như cảm thấy là lăn đá này trực tiếp lên da lạnh quá, các bạn hãy bọc viên đá này vào trong một chiếc khăn mỏng, sau đó là xoa nhẹ nhàng lên da của chúng ta. Các bạn hãy giữ nguyên da mặt trong vòng 15 phút nữa, rồi hãy rửa lại bằng nước sạch nhé. Rồi, Hali đã bật mí với các bạn một mẹo chống lão hóa da cực kỳ đơn giản, hiệu quả và dễ áp dụng ngay tại nhà. Các bạn cảm thấy nội dung video này của Hali như thế nào? Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like, share cũng như comment ý kiến của bạn dưới video này nha. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Bye bye!